Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Trong video này thì mình sẽ chia sẻ thêm với các bạn một số những tác phẩm của anh Long ở Hội Sinh vật cảnh Làng Ngà, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng một số những cái chia sẻ về nghệ thuật cây cảnh bonsai của các cái nghệ nhân Hội Sinh vật cảnh Làng Ngà. Như ở đây thì các bạn có thể thấy là một cái tác phẩm sung, một cây sung đang ra rất là nhiều quả. Nhưng các bạn có thể thấy là nó khác với nhiều những cây sung khác, là nó hay, những cây kia thì nó hay ra quả từ gốc. Riêng cây này thì ra quả rất là nhiều trên cái ngọn, khá là độc đáo. Ở đây có mấy cây tùng La Hán, một cây trực này. Ở đây có một cây nữa này, một dãy tùng La Hán luôn. Bên này có một cây song thu này. Này cái gốc của nó. Một tác phẩm song thu rất là đẹp. Này, như các bạn thấy là một loạt cái tác phẩm ở đây đều được dùng cái đất nung làm cái chất trồng. Đây là một cây lộc vừng thả nước. Còn đây là một cây ruối. Một tác phẩm tùng La Hán có cái bộ đế của nó rất là quái, một cái bộ đế hình thú. Ở chỗ này có cả một cái dãy bonsai mini. Đấy. Với rất là nhiều chủng loại. Ở đây mình thích nhất là có cái cây sung thác đổ. Ở cái gốc của nó cũng rất là nhiều quả. Này, cái dãy bonsai mini này rất đa dạng, rất là nhiều chủng loại, xanh si đa ruối rồi tùng La Hán, si này, cây si bút đỏ cũng dạng thác đổ luôn. Ở dưới này có một cây sam trái này. Thì hai cây nó rất là uyển chuyển, gọi là tỉ muội cũng được, hai chị em nó mềm mại thôi. Còn hai cây này, trực tưng như này chẳng hạn thì nó gọi là huynh đệ chẳng hạn cũng được. Còn song tụ chỉ là cái từ chung thôi. Có hai cái cây cùng gốc, thụ là cây, còn là một cái gốc thì nó có lên hai nhánh đấy. Còn trên người ta uốn như thế nào thì thế là việc khác. Đúng rồi. Nó có thể yêu nhau hoặc có thể nó ghét nhau. Lúc thì nó ra, lúc thì nó vào, đúng không? Đấy. Còn một cây, một gốc như này là có một cái móng ấy kia, nó hai cái nó quấn kít nhau, gọi phu thê thì người ta cười. Còn cây của tôi ít khi đặt tên. Dạ. Đó chỉ có mấy dáng cụ thể, hoành này, trực này, nhìn siêu này. Rồi. Gọi thế thì nó Huyền thì bây giờ người ta gọi là thác đổ, đúng không? Dạ. Còn bành thì là nửa thác đổ, thấy không? Dạ. Nhật nó chỉ có nó chia ra 5 cái, còn trong mỗi một cái đấy thì nó một tí tỉ với các cái tên khác nhau, đặc biệt là người Trung Quốc. Đúng rồi. Nó có thể
nghĩ ra một cái gì đó theo cái tên giống như là cái từ ngữ nó mang tính chất Hàn Lâm đặt vào mây trên đỉnh núi này, rồi cành ngọc bóng hoa kiểu như đúng không? Còn thì ông tưởng tượng thực ra cái này cái đường này nó nhìn nó cứ, cái... bắt đầu nó có cái cảm giác khó chịu. Chứ nếu mà cái này bởi vì cái cây tùng này đặt cái bên này này là cái vế bên này nó hơi bị rộng rồi, các vị nó rộng cái vế bên này rồi đấy, nếu mà thu ngắn lên trên này phải thu bên này vào thì cây nó nhỏ đấy, và thân cây này nó hướng phát triển thì mình vẫn nuôi được bay này, ở đây bay ra được cái cành này, khi cành này nó nói chung thì nó cây này nó nếu mà đi là nó cái cây này bắt đầu khi nó ở chỗ này nó có được cái độ nó hơi yểu điệu, nhưng mà ra đây nó tạo cảm giác nó khỏe, nó bớt đi đấy, nếu mà nó chạy tiếp cả cái đường này thì nó dài nó nước đây. Cái duối riêng cái duối nhá, làm được đâu được đấy luôn, không bao giờ là cảnh, thậm chí lại còn đi xuống ấy. Đấy riêng cái duối là làm rất hay, cho nên bây giờ bắt đầu bạn có thấy là Bắc Giang này, từ trong Ninh Thuận mình biết là mít Quảng Bình các thứ các tỉnh mà bây giờ nó khai thác duối dã man luôn. Đúng rồi đấy, mấy ông lại là, bảo là cây này mới là cây phong thủy, ngày xưa mình có cây duối, bây giờ vẫn còn ở nhà. Đường kính nhá là khoảng 45 phân, bây giờ vẫn còn ở nhà. Mấy ông bảo cái này nhiều ma lắm, bảo vợ nó ma đầy đấy, tôi không bán rẻ được không đâu mà mang mày rửa tay đi, sơn để ăn cơm đi chú biển đấy. Cây tôi là tôi có 25 hay là tôi để ở nhà là 26 năm, còn nói tôi đang ra lộc đẹp lắm, to nó cao khoảng 2m2. Còn bây giờ nha, nếu bây giờ các cái bản vẽ bằng tay thôi của các cụ xưa để lại một ít cách đây khoảng độ 20 năm trước, hay in vào những cái cuốn mà các cụ in mấy đi vào hiệu sách để trang tiền ấy, nên cầm quyển bonsai lên mình dở ra đó, toàn thấy mấy chữ mấy cái cây, bảo xong rồi sau này mới bảo cái này nếu mà mình mà mua thì mình có từ lâu rồi, sau mà mua lại thì nó vẫn là một cái những cái chương lý thuyết, từ bắt đầu là giới thiệu xong bắt đầu là phải đất trồng như nào rồi nhân giống như nào. Đấy, người ta cũng giống như là cây ăn quả vậy, thế thì cách làm như nào rồi là người ta bỏ cái nào bỏ cái kia, cái đấy nó giảng từ đầu tiên là mấy cái ông nghệ nhân của người ở trong miền Nam á, người ta viết như ngày xưa như ông là Nguyễn Thiện Tịch gì đấy, tức là các ông ấy cũng là làm bonsai rồi cũng nghiên cứu, thế rồi là người ta cũng tham khảo nhiều cái sách của nước ngoài thì người ta viết lên bonsai in, xong rồi sau này bắt đầu mới in các cái báo ảnh vào, nhập từ nước ngoài vào thì các ông ấy in thành những cuốn, thì nó có những cái hình ảnh là của Trung Quốc hoặc là của Nhật Bản hoặc là của Philippines. Từ hồi xưa những cái năm 2000 tôi làm ở trong Thủ Đức này, tôi thay các hiệu sách tôi mua rất nhiều. Nhưng bây giờ thì dạ, khó phải đọc đến. Bây giờ người ta in, bây giờ tìm ở trên mạng hay có. Và mạng thì có, nó cũng nó nhiều loại, nhiều loại. Cái kia hồi xưa là nó làm gần như là một cái lý thuyết cơ bản.